San Francisco đón chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên của Vietnam Airlines. Hôm qua 29 tháng 11, chuyến bay mang số hiệu VN98 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay San Francisco, trở thành chuyến bay lịch sử đánh dấu sự kiện đường bay thẳng thương mại thương lệ giữa Việt Nam và Mỹ chính thức được khai mở. Twitter của sân bay quốc tế San Francisco đã đăng tải hình ảnh chào đón chuyến bay VN98 của Việt Nam hạ cánh lúc 19 giờ 42 phút ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương. Tổng thời gian bay thẳng không điểm dừng từ thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco là 13 tiếng 45 phút. Từ đoạn video cho thấy, nhân viên tại sân bay đã chờ từ trước, cầm trên tay quốc kỳ của Việt Nam và Mỹ vẫy chào chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đang từ từ tiến vào bến đổ. Đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ. Đồng nghĩa, VN98 là chuyến bay thường lệ đầu tiên trong lịch sử trên đường bay giữa Việt Nam và Mỹ do một hãng hàng không Việt Nam thực hiện. Kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2021, Vietnam Airlines khai thác thường lệ hai chuyến một tuần giữa Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco và dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ.